Đàn Văn Hậu trở thành người hùng của chung kết SEA Games 30 và trở thành hậu vệ kỳ lạ của Đông Nam Á. Người hâm mộ cả nước đang vỡ òa trong vui sướng khi Việt Nam chính thức giành được cúp vô địch SEA Games 30, bộ môn bóng đá nam. Các tuyển thủ đội tuyển quốc gia đã không ngừng nỗ lực suốt thời gian qua để cùng nhau đem về chiến thắng vẻ vang cho dân tộc. Đoàn Văn Hậu chính là một trong những người hùng đã lập tới hai bàn thắng tại trận chung kết quyết định ngày hôm nay. Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, cũng chính là tuyển thủ trẻ tuổi nhất tại đội tuyển quốc gia. Bằng niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn thể thao vua, Đoàn Văn Hậu đã cùng đồng đội lập nên rất nhiều chiến công hiển hách tại các mùa giải. Không chỉ tài năng, sau khi rời sân cỏ, Đoàn Văn Hậu còn khiến các fan nữ đứng ngồi không yên với vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa sáng luôn rạng rỡ sau trận đấu giành chiến thắng. Đặc biệt hơn, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu chiều cao rất ấn tượng 1m85 và body 6 múi cực phỏng. Văn Hậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả tại Hưng Hà, Thái Bình. Cả tuổi thơ của anh đã từng phải gắn liền với cái nghèo đói của gia đình và làng quê. Bố của Văn Hậu từng không mấy vui vẻ mỗi lần thấy con bỏ bê học hành để đi đá bóng. Thế nhưng thành công hôm nay của chàng tuyển thủ sinh năm 1999 là lời giải đáp cho đam mê cũng như món quà to lớn mà Văn Hậu dành cho bố mẹ. Ngày ngào sau hai bàn thắng của con trai tại chung kết SEA Games, ông Đoàn Văn Thắng cho biết mình xúc động không thể tả và nỗi tự hào về cả đội tuyển. Văn Hậu chân rớm máu lập cú đúp trước U22 Indonesia. Văn Hậu thi đấu xuất sắc và nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam, mặc dù đầu gối trái của anh bị trầy xước, máu chảy. Tại quê nhà của Đoàn Văn Hậu ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, cả gia đình cùng làng xóm đang ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc vì hai bàn thắng của Hậu tại chung kết môn bóng đá SEA Games Nam 30. Chia sẻ cùng với zin.vn qua điện thoại, ông Đoàn Quốc Thắng, bố của Đoàn Văn Hậu không giấu được vẻ hân hoan trong trận chung kết bước đến những phút cuối cùng rồi kết thúc trong chiến thắng đậm của tuyển U22 Việt Nam. Thông cảm cho tôi trong lúc như thế này, thông cảm cảm xúc của tôi thì không thể nào tả nổi nữa. Ở nhà đang quá đông khán giả, chỉ biết nói tự hào về đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch rồi, bố của Văn Hậu nói, giọng khàn đặc. Ông Thắng cho biết Văn Hậu đã gặt hái thành công trong sự nghiệp nhưng thành tích tại SEA Games lần này vẫn là dấu ấn lớn. Không giấu nổi niềm phấn khích, ông Thắng đọc luôn địa chỉ nhà và hẹn phóng viên zin.vn về chơi. Đến đầu xã hỏi nhà Đoàn Văn Hậu thì ai cũng biết, ông niềm nở nói. Tối ngày 10 tháng 12, U22 Việt Nam bước vào trận chung kết gặp U22 Indonesia với quyết tâm giành chức vô địch SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Phút 39 của trận đấu, cú bật cao đánh đầu của Đoàn Văn Hậu đã mang đến bàn thắng đầu tiên cho đội nhà. Bàn thắng giải tỏa áp lực và mở ra những phút thi đấu thăng hoa cho 11 chàng trai Việt Nam. U22 Indonesia tiếp tục choáng váng với bàn thắng thứ hai của Đỗ Hùng Dũng vào phút thứ 59 và hoàn toàn buông xuôi sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 với người lập công lại là Đoàn Văn Hậu. Không chỉ riêng gia đình Đoàn Văn Hậu, niềm vui hạnh phúc đang lan tràn khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam vì ý nghĩa lịch sử của trận đấu này. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, bóng đá Việt Nam đã chính thức giành tấm huy chương vàng môn thi đấu bóng đá nam SEA Games đầu tiên trong lịch sử 60 năm của giải đấu này. Theo Van Barkel, gọi Văn Hậu là hậu vệ kỳ lạ của Đông Nam Á. Cựu trung vệ Danny Van Barkel mô tả Đoàn Văn Hậu trở thành hậu vệ kỳ lạ của bóng đá Đông Nam Á nhờ thể hình cao lớn và sở hữu những phẩm chất tuyệt vời. Anh ấy sẽ còn mang niềm vui đến cho Việt Nam trong nhiều năm nữa. Thứ bóng đá anh ấy thể hiện hôm nay rất tuyệt vời. Một hậu vệ cao 1m85 và ghi hai bàn trong trận chung kết, Van Barkel nói với zin.vn. Văn Hậu xứng đáng nhận được điểm 10 trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra vào tối ngày 10 tháng 12. Không chỉ phòng ngự giỏi, anh còn trở thành ngồi nổ lợi hại cho các tình huống cố định. Nhờ chiều cao vượt trội, Văn Hậu đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho U22 Việt Nam và sau đó ấn định thắng lợi 3-0 cho đội nhà. Van Barkel tin Văn Hậu đang có tương lai tươi sáng. Anh mới 20 tuổi và con đường để phát triển còn rộng mở, cựu trung vệ Thanh Hóa FC mô tả. Văn Hậu bắt đầu mang dáng dấp của người thủ lĩnh tiềm năng. Trao đổi với zin.vn suốt 2 hiệp, Van Barkel liên tục nhắc chữ tuyệt vời để nói về Văn Hậu. Trong nhiều khoảnh khắc, Văn Hậu cho thấy sự quyết liệt cần thiết. Cách hậu vệ này chơi bóng mang nét gai góc. Ở Hà Lan, chúng tôi từng có cầu thủ sở hữu lối chơi táo bạo và đầy dũng khí là Mark Van Bommel. Đôi lúc một đội bóng cần cầu thủ ngầu như vậy để dọa nạt đối phương, Van Barkel nói. Với những phẩm chất Văn Hậu thể hiện trước U22 Việt Nam là điều mà các cầu thủ Đông Nam Á thiếu trước đây. Họ nhiều lúc tỏ ra quá hiền trong các pha tranh chấp, tuy nhiên Văn Hậu tạo ra khác biệt nhờ kỹ thuật tốt, khả năng đọc tình huống nhạy bén và thái độ thi đấu đầy máu lửa. Những cầu thủ của Văn Hậu có tố chất chiến thắng trong cơ thể, họ biết cách phải làm gì để lấn át tinh thần đối thủ, Van Barkel cho biết.
Chiến thắng 3-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Indonesia hoàn toàn xứng đáng. Đây là đêm tôn vinh hệ thống phòng ngự, những cầu thủ như Văn Hậu, Tấn Sinh, Thành Trung hay Đức Chiến chơi rất chắc chắn. Họ và phần còn lại giữ cự ly đội hình rất phù hợp, luôn sẵn sàng bọc lót cho nhau khi cần thiết. Chính điều này khiến cho lối chơi tấn công biên của U22 Indonesia bị phá sản. Suốt 2 hiệp, đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Indra Jafri cầm bóng nhiều hơn nhưng không biết cách để tiếp cận khung thành Văn Toản. Bóng chỉ hoàn toàn được U22 Indonesia luân chuyển ở khu vực giữa sân. Sau khi chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games, giờ là lúc bóng đá Việt Nam mơ lớn hơn. Họ cần vươn ra khỏi ao làng Đông Nam Á. Van Baekhuyen tin bóng đá Việt Nam có bước chuyển mình rất tốt nhờ sự đầu tư mạnh mẽ và công tác đào tạo trẻ. Thế nhưng chừng đó chưa đủ. Để phát triển thêm, các cầu thủ cần được chơi ở môi trường chuyên nghiệp và cạnh tranh hơn. Tăng số lượng đội dự bị V-League có thể giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển. Ở các câu lạc bộ, giới chủ cũng cần quan tâm nhiều hơn vào khâu đào tạo trẻ, Van Baekhuyen nhấn mạnh. Không chỉ vậy, pha ghi bàn của Văn Hậu, nhiều cổ động viên quá khích của tuyển Indonesia đã vào trang cá nhân của hậu vệ 20 tuổi và để lại lời bình luận quá khích bằng tiếng Anh, tiếng Indonesia hay bằng tiếng Việt nhờ công cụ Google Translate. Phần lớn bình luận thể hiện sự tức giận của cổ động viên Indonesia trước bàn thắng của đoàn Văn Hậu. Thậm chí nhiều người còn bình luận chửi bới, lăng mạ em út tuyển Việt Nam tại các bài đăng gần nhất. Khi biết tin, nhiều cổ động viên Việt Nam cũng vào đôi co với những bình luận này, tạo nên cuộc tranh cãi tại trang cá nhân của Văn Hậu. Bên cạnh đó, nhiều người cũng kêu gọi fan Việt bình tĩnh, không nên hơn thua với các bình luận quá khích, nhất là trên trang cá nhân của cầu thủ đội nhà. Đây không phải là lần đầu tiên trang cá nhân của các cầu thủ Việt Nam bị fan quá khích nước ngoài tấn công. Cũng tại trận chung kết AFF Cup 2018 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình Hà Nội, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cũng bị các cổ động viên Malaysia tấn công trang cá nhân sau khi trận đấu kết thúc. Trước đó, anh là người có pha va chạm với đội trưởng Jiwan Aha trong tình huống phạt góc ở phút thứ 10. Dân mạng Malaysia cho rằng nam hậu vệ đã đấm vào mặt của Jiwan nhưng lại không bị thẻ đỏ. Nhưng nói đến cùng thì Văn Hậu vẫn là người hùng của đội tuyển U22 Việt Nam trong chung kết SEA Games 30. Xin chúc mừng Văn Hậu và chúc mừng cả đội tuyển U22 Việt Nam đã toàn thắng.